29. Anh ta có biết anh ta bị nói là kẻ giết người điên cuồng. Cô vẫn tin tưởng anh ta vô điều kiện, còn muốn dùng tính mạng để bảo vệ anh ta. Đó là quyền tự do của tôi. Vậy đó cũng là quyền tự do của tôi. Giang Nguyệt Lâu không phải là loại người như các người nói. Cô nói vậy với tôi có ích gì? Cô nói tôi biết rồi cũng chẳng có ích gì. Có bản lĩnh thì cô nói chuyện này với cả thế giới đi. Cô tự mình buồn chán đi. Tôi cho anh thời gian đưa ra quyết định. Nếu như muốn hợp tác, 6 giờ tối nay giả bệnh ra ngoài, tôi tiếp ứng cho anh. Dạ, theo dặn dò của ngài, đã làm xong mọi chuyện rồi. Sao rồi? Nắm chắc mấy phần? Trước khi đi là 50%, bây giờ là 90%. Tự tin vậy sao? Giang Nguyệt Lâu, cậu ta không dễ đối phó đâu. Giang Nguyệt Lâu cần là chấp nhận. Thật ra trong tâm tâm anh ta cũng giống như chúng ta, không muốn bị các điều lệ trói buộc. Chỉ cần giúp anh ta vượt qua cái rào cản đó, mọi người đều sẽ chung sống một đường. Được. Vậy thì xem tối nay anh làm thế nào. Dạ, yên tâm. Sau khi ra ngoài, đưa anh ta đến Thiên Vận Viên. Thiên Vận Viên, nhiều người nhiều tai mắt không tốt lắm đâu. Nhiều người nhiều tai mắt mới có trò vui để xem. Ngài muốn thăm dò anh ta. Tôi không thể dựa vào mấy câu nói suông mà tin cậu ta được. Dù dỗ cũng cần có một quá trình. Vậy ngài tính thử xem làm thế nào. Đêm nay, cậu ta sẽ gặp người bạn cũ ở đó. Cậu theo dõi cậu ta, xem cậu ta vạch rõ ranh giới hay là vui mừng gặp lại. Tôi hiểu rồi. Tìm cách để đêm nay Trần Duy Chi sẽ xuất hiện ở đó. Dinh, dạ. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Về dinh thự sao? Về dinh thự. Dinh. Tư lệnh, vị khách này nói rằng là bạn của ngài cục trưởng, muốn đến hỏi thăm. Tư lệnh Triển, mấy thứ chó mèo gì đừng có mang vào biệt thự, làm bẩn mắt tôi. Tư lệnh Triển, tôi có một số chuyện liên quan đến cục trưởng Triển, muốn tìm ngài nói chuyện. Chỉ dựa vào cậu sao? Cậu không xứng. Đuổi cậu ta ra ngoài đi. Lẽ nào ngài không muốn biết bình thường cục trưởng Triển đã bàn luận về ngài như thế nào và thái độ sau lưng ngài ra sao? Nói đi, bình thường Quân Bạch nói gì về tôi? Như vậy xem ra, ngài đúng là không tin tưởng cục trưởng. Nếu không sẽ không có hứng thú về đề tài này. Ngoài bản thân mình ra, thì tôi không tin ai hết. Lẽ nào là do ngài lo lắng về những chuyện đã xảy ra trước đây?
Người muốn giết tôi đã có vài chục lần rồi, chỉ dựa vào cậu. Ác giả ác báo, cho dù không phải là tôi cũng sẽ có người khác. Người lần trước ám sát tôi tại Thiên Vận Viên là cậu sao? Đáng tiếc lúc đó tôi không thể dùng một phát súng bắn chết ông. Quả nhiên chẳng được coi là đàn ông, còn để một đứa con gái đứng ra gánh tội thay. Đây là lãi của lần trước, đây là lãi của lần này. Người giờ đây sao không được xóa người? Xin lỗi gia, là tôi nhất thời sơ sót. Số 9, anh sao vậy? Đau bụng. Đau bụng sao? Đi sang phòng khám với tôi đi, nào. Cẩn thận một chút. Thời gian chính xác đấy. Nếu không thì sao? 6:30 tối là giờ ăn cơm tối. Lúc đó bảo vệ buông lỏng cảnh giác nhé. Không sai, giống hệt như tôi nghĩ. Không sợ tôi qua cổ rút gián sao? Anh không phải là đối thủ của tôi. Về thân thủ có thể tôi không đánh lại anh, nhưng anh không có gì trong tay, chắc địch không lại súng của tôi đâu. Tôi muốn lấy nó, chỉ cần vài giây. Đừng có nhìn tôi như vậy. Đến giờ cơm rồi, đi ăn cơm thôi. Cho tôi một lý do để giết tôi. Ông giết hại 16.000 người nhà tôi. Ông đáng chết. 16 người. Hình như có nhiều hơn cũng không đến tìm tôi báo thù. Chỉ dựa vào cậu sao? Nói tên ra đi, để tôi biết đã để sót mối nguy hiểm tiềm ẩn nào. Tên của tôi ông không xứng biết. Thiên đạo luân hồi, nhà họ Phó chúng tôi ở dưới đó đợi ông. Nhà họ Phó? Nhà họ Phó mà cậu nói có phải là nhà họ Phó của chính Bạch Kỳ? Cha của cậu có phải tên là Phó Vinh? Ông không xứng để nhắc đến tên cha tôi. Tay tôi đúng là đã nhuốm máu tươi của nhiều người. Nhưng mà nhà họ Phó các cậu không phải do tôi giết. Không thể nào. Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Cái đồng hồ khung xương đó chính là bằng chứng. Cái đồng hồ khung xương đó, vào tháng 1 năm đó, tôi đã tặng cho Triển Quân Bạch làm quà sinh nhật. Mà lúc cả nhà họ Phó các cậu bị giết hại vào mùa thu. Chiếc đồng hồ này là chú tặng cho tôi vào sinh nhật 18 tuổi. Năm đó vừa hay hoàng đế tuyên thống thoái vị, khắp nơi phá bỏ cái cũ biểu dương cái mới, nói là không còn lễ nhược quan. Nhưng chúng tôi cho rằng nam tử thành niên là bước ngoặt, cần được coi trọng, vậy nên mới theo lễ tiết phương Tây. Càng không may là người giết hại cả nhà họ Phó các cậu chính là người đã tặng cho cậu khẩu súng này, Triển Quân Bạch. Cậu nhóc, có chuyện gì vậy? Có một chú bảo em đưa cái này đến. Chú.
Ông chủ Ngọc. Hiểu rồi. Xảy ra chuyện gì? Cậu quả nhiên là Phó Thành. Tôi cũng chẳng thể nào ngờ được. Quá ra lại là anh. Cậu là dòng dõi Dương Thất, lại chịu buông bỏ thân phận, thay tên đổi họ ở Thiên Dận Viên. Chắc là vì hôm nay nhỉ. Chỉ tiếc rằng cậu đã không còn cơ hội nữa rồi. Triển Quân Bạch, anh là kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Ông trời có mắt, anh sẽ phải trả giá. Nhất định phải trả giá. Mấy lời nói đạo lý này của các cậu chỉ là để an ủi mấy người như các cậu mà thôi. Còn những người thắng cuộc như chúng tôi vốn dĩ chẳng quan tâm. Phí lời với người chết làm gì? Bắn một phát chết cậu ta đi. Chú Hai, giao cho cháu xử lý đi. Sao? Cháu vẫn không nỡ sao? Đương nhiên là không phải. Chỉ là cứ để như vậy mà chết thì lợi cho cậu ta quá rồi. Được thôi, chú giao cậu ta cho cháu. Nhưng mà chú cảnh cáo cháu, đừng vì một con đào kép mà làm hỏng chuyện lớn. Chú Hai yên tâm. Đưa xuống. Triển Quân Bạch. Triển Quân Bạch. Đưa đi, Dương. Triển Quân Bạch. Đi. Đi. Suýt nữa thì chú đã thành kẻ chết thay. Người không biết còn cho rằng cháu cố ý đổ nước bẩn lên người của chú. Sao lại thế được? Chú Hai nói đùa rồi. Sự độc ác của cháu người khác không biết, chú lại không rõ sao? Mong chú Hai yên tâm đi. Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Mong rằng giống như cháu nói, chỉ là hiểu lầm. Đến đây để làm gì? Đến đây đương nhiên là nghe kịch rồi, còn làm gì nữa? Không sợ tôi bị lộ à? Bị lộ thì đã sao? Hay là vì anh gia nhập Kim Mã Đường chúng tôi chỉ là nói miệng thôi? Vẫn chưa thăm dò đủ sao? Thế thì anh nghĩ nhiều rồi. Chỉ nghe hát thôi. Sếp nói một tuần anh ở trong viện tâm thần, chịu khổ rồi. Đêm nay tiếp đãi anh cho tử tế. Bây giờ anh đã không phải là đội trưởng của sở cảnh sát nữa rồi. Đừng nghĩ đến chuyện bao phòng chữ tiên. Xem tạm bợ thôi. Thực ra trước giờ tôi ngồi đâu cũng chẳng sao. Chỉ là hôm nay người ngồi giam phòng chữ tiên, nếu như không phải là đám tư nhân giàu có, thì là cảnh sát, người của bên an ninh thành phố, thì sao đây? Ai? Giang Nguyệt Lâu, chú ý thân phận của anh. Đừng thách thức tôi hết lần này đến lần khác. Thân phận của tôi? Vậy thân phận của anh là gì? Ông chủ mới của Kim Mã Đường à? Anh vẫn luôn có thái độ này. Tôi không thể không hoài nghi thành ý hợp tác của anh. Anh cũng nói rồi, chúng ta chỉ hợp tác muốn làm cấp trên hoặc lãnh đạo của tôi. Anh ấy à? Anh sao? Vẫn chưa đủ tư cách. Giang Nguyệt Lâu, anh có thể lớn tiếng thêm nữa. Tốt nhất là chạy lên sân khấu kia. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Tôi chẳng muốn làm gì. Tôi còn có thể làm gì đây? Tôi chỉ cảm thấy thân phận của anh hợp tác với tôi có chút thấp kém. Tam gia của các anh ra mặt thì còn tạm được. Tam gia của chúng tôi sẽ gặp anh, nhưng không phải bây giờ. Được thôi, thế thì tôi đợi. Bên đó rốt cuộc là ai? Là ai đang ở đó?
chẳng qua chỉ là mấy người bên bộ công nông thương, kẻ vô tích sự kiếm miếng ăn mà thôi, lấy gì cho phép quyền kinh doanh, thực tế là làm mấy chuyện tống tiền. Giang Nguyệt Lâu ra ngoài rồi à? Bây giờ cái là đang ở Thiên Vận Viên. Được, đúng là một vở kịch vui đêm nay. Một mình Hạc Anh có làm nổi không? Chú hai yên tâm, đều đã sắp xếp người cả hai phía rồi. Được, vậy thì tốt. Quân cờ mà Giang Thắng Nam để lại, cháu đừng quên không dùng đến. Ý chú là Bạch Phu Nhân? Bạch Kim Ba vốn chẳng cho rằng bà ta là phu nhân gì, chẳng qua chỉ là một vũ nữ, cũng là một bi kịch. Cháu đừng lo lắng dớ dẫn, việc chính là sử dụng lại bà ta. Chuyện xây dựng kho vũ khí đạn dược bây giờ do Bạch Kim Ba một mình nắm quyền phụ trách. Tình hình chuẩn bị thế nào rồi, chúng ta đều không biết. Một khi bí mật xây dựng xong xuôi thì chuyện binh biến của chúng ta trở nên bị động. Cháu đã cho người theo dõi bà ta. Nhưng mà cái chết của Giang Thắng Nam dường như là đã kích lớn với bà ta. Gần đây đều không ra ngoài, vẫn nên đợi một thời gian đi. Được. Nguyệt Lâu, anh ra ngoài rồi à? Sao? Cậu mong tôi ở trong đó cả đời sao? Đi, về nhà với tôi. Về với cậu sao? Tôi là gì của cậu mà về với cậu chứ? Về với kẻ như cậu để làm gì? Chữa bệnh cho tôi sao? Cút! Đừng đến làm phiền nhã hứng của tôi. Anh nói gì vậy? Theo tôi về nhà đi. Đi! Có phải cậu bị bệnh rồi không? Cút! Cút! Anh đối xử với người bạn cũ mà chẳng niềm tình chút nào. Đến trẻ con làm loạn còn giỏi hơn anh. Sao thế? Muốn tôi gọi cảnh sát đến sao? Rồi giờ sẽ cảnh sát ngồi với anh. Cút! Anh... chẳng phải anh đã chết ở Hồng Kông rồi sao? Xem ra cái chết của em tôi, cậu cũng có phần. Còn không cút! Cút đi! Được, Giang Nguyệt Lâu, giống như lời anh đã nói, chúng ta không liên quan đến nhau. Cút! Cút! Muộn rồi. Tránh ra. Giang Nguyệt Lâu, anh nói xem tôi có nên tránh không? Em trai ruột của tôi chết trong tay các người. Anh hợp tác với tôi không tính toán với anh. Nhưng mà cậu ta không đi được rồi. Anh vừa nói cái gì? Giang Nguyệt Lâu, anh là người của Kim Mã Đường. Tôi là người của ai thì liên quan gì đến cậu? Có phải cậu bị bệnh rồi không? Đưa tôi vào viện tâm thần. Sao cậu không vào đó luôn đi? Ai bảo cậu hại tôi? Ai bảo cậu hại tôi? Tôi cho cậu hại tôi này. Trần Dư Chi. Được rồi, một phát súng là xong. Anh bị ngu sao? Gần đây có phân cục cảnh sát, bọn họ mà nghe thấy tiếng súng, chỉ vài phút thôi là đến nơi rồi. Anh muốn tôi chết cùng anh sao? Đây chẳng phải là đội trưởng Giang đang nằm trong bệnh viện tâm thần sao? Sao lại ở đây? Cái này, đi thôi. Đi. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát, không xong rồi, sắp có người chết rồi. Mau báo cảnh sát đi. Sao rồi? Giang Nguyệt Lâu đã ra tay rất độc ác. Lần này Trần Duy Chi không chết cũng mất nửa cái mạng. Không giết cậu ta sao? Không giết. Tôn Hạc Anh nói thế nào? Hạc Anh cho rằng về cơ bản đã qua ải. Nhưng mà cậu ta cho rằng nhân cơ hội này có thể giết Trần Duy Chi. Nhưng Giang Nguyệt Lâu có chút đắn đo. Niềm tình cũ. Đúng rồi, Giang Nguyệt Lâu muốn gặp ngay. Vì tính khí và bản lĩnh của cậu ta, đương nhiên sẽ không theo Tôn Hạc Anh. Giữ lại Kim Mã Đường đúng là lãng phí tài năng. Tuy rằng Giang Nguyệt Lâu miễn cưỡng qua ải, nhưng nếu như cậu ta sử dụng cổ dục kế thì sao đây? Giống như ông chủ Ngọc vậy.
Cho dù ngài muốn giữ lại Giang Nguyệt lâu ở bên mình, thì cũng phải quan sát thêm, xem thành ý muốn quy phục của cậu ta. Đơn giản thôi. Anh nói với Giang Nguyệt lâu, cậu ta muốn gặp tôi, thì phải giết chết Trần Dư Chi. Vâng. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Dư Chi, anh tỉnh lại rồi. Anh đừng cử động. Đừng động đậy, tôi gọi bác sĩ. Mau nằm xuống đi, bác sĩ. Xương sườn của cậu ta đã được cố định lại rồi. Đừng cử động. Hôm qua tôi cho cậu dùng ít thuốc tê, bây giờ chắc vẫn còn có tác dụng của thuốc. Một khi hết thuốc, xương sườn của cậu sẽ hơi đau. Cố nhẫn nhịn đấy. Bác sĩ, tôi bị gãy xương sao? Không nghiêm trọng thế, nhưng mà cũng gần như vậy. Là nứt xương. Nếu dùng sức mạnh hơn một chút nữa thì sẽ gãy thật đấy. Chỗ này có đau không? Hơi đau. Chỗ này thì sao? Chỗ này không đau. Bác sĩ, sao rồi ạ? Tình hình hiện tại của bệnh nhân vẫn ổn, nhưng cần phải chú ý, không được để cậu ấy cử động mạnh. Tốt nhất là nằm trên giường dưỡng bệnh đi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Được rồi, có chuyện gì đến phòng trực ban của tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe nói là Giang Nguyệt lâu làm. Đúng vậy. Chẳng phải anh ấy ở trong bệnh viện tâm thần sao? Sao lại xuất hiện ở đó? Anh ấy đã gia nhập Kim Mã Đường. Kim Mã Đường. Lúc đó anh ấy ở cùng với anh trai của Tôn Hạc Minh. Tôi cho rằng là anh ta đã giúp Giang Nguyệt lâu ra ngoài. Tôn Hạc Minh. Nhưng Giang Nguyệt lâu với lại Kim Mã Đường vốn là đối thủ mà. Sao đột nhiên lại hợp tác? Có phải là có ẩn tình gì không? Tôi không biết. Được rồi, anh mới tỉnh lại, nghỉ ngơi thêm đi. Không nghĩ mấy chuyện này nữa. Bây giờ anh ấy như vậy chỉ khiến tôi càng lo lắng hơn. Anh đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Nghỉ ngơi đi. Sở Nhiên, cô có thể đi hỏi giúp tôi khi nào tôi có thể ra viện được không? Ra viện? Vừa rồi bác sĩ nói là anh phải nằm yên trên giường nghỉ ngơi. Tôi cũng là bác sĩ, tôi có thể tự chăm sóc cho mình. Về nhà cũng vậy thôi. Được. Các người định để tôi ở đây đến bao giờ đi? Sao vậy? Thế này mà đã chán rồi à? Làm nghề của chúng ta, thời gian chờ đợi luôn nhiều hơn thời gian làm gì. Nhàm chán. Có chuyện thú gì đấy? Tam gia đã đồng ý gặp anh rồi. Cũng coi như là có chút thú gì. Không nghe điều kiện à? Các người có tôi đi không? Vẫn chưa thăm dò đủ sao? Nói đi, điều kiện gì? Một mạng người. Ai? Trần Dư Chi. Anh làm gì thế? Bác sĩ đã nói anh không thể đi. Về nhà. Bắt buộc phải về sao? Bắt buộc phải về. Đi thôi.
Cảm ơn. Chậm thôi. Xem ra tối qua anh cố ý nhẹ tay rồi. Anh có bị bệnh không? Còn mắt nào của anh nhìn thấy tôi nhẹ tay? Hôm qua nếu không phải tôi ngăn anh còn nổ súng, cảnh sát đã chạy đến, chúng ta đều phải vào tù. Được. Vậy tôi sẽ ngồi chờ xem. Súng đâu? Người ở đâu? Bây giờ tôi sẽ đi giết cậu ta ngay. Đừng vội. Đợi lúc trời tối. Đám chuột các anh chuyên ra khỏi tổ lúc nửa đêm. Sau chuyện ồn ào hôm qua của Thiên Vận Viên, cảnh sát đang thông báo truy nã anh khắp thành. Nếu như anh không muốn vào ngục thì sớm làm quen với những ngày tháng hoạt động về đêm đi. Nhàm chán. Anh nghỉ ngơi đi. Sao? Muốn tuyệt thực sao? Chỉ có sống cậu mới có khả năng vô hạn. Chết rồi chẳng làm được chuyện gì đâu. Anh có ý gì? Ý trong lời nói thôi. Anh không sợ tôi trả thù sao? Nếu như muốn trả thù, cậu phải khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ mới được. Ít nhất cũng phải mạnh ngang đối thủ. Cậu mới có cơ hội đúng không? Nếu không cậu chỉ là lấy trứng chọi đá thôi. Muốn hỏi gì? Cục trưởng, tôi không hiểu. Phó Thành rõ ràng muốn giết ngài. Ngài giữ cậu ta lại, chẳng phải là nuôi quả về sau sao? Tôi có chừng mực. Cục trưởng, mong ngài suy nghĩ lại. Tôi làm gì cũng không đến lượt anh dạy dỗ. Cục trưởng, tránh ra. Xin lỗi. Cảm ơn. Anh muốn làm gì? Tôi không thể để ngài giữ mặt tai quả này lại. Ai cho phép anh làm như vậy chứ? Cuốn ra ngoài. Cút ra ngoài. Cục trưởng, Đổng Hiền làm mất nước đấy. Cút! Sao anh không để cho anh ta giết tôi đi? Mạng của cậu nằm trong tay tôi. Nếu như giết cậu, tôi sẽ đích thân ra tay. Anh định khi nào sẽ ra tay? Khi nào giết? Đương nhiên người giết nói là được. Không đến lượt của kẻ bị cầm tù như cậu có ý kiến. Tôi không phải là Đổng Hiền. Đương nhiên cậu không phải. Anh ta chỉ biết nịnh nọ hù theo, còn lâu mới sánh được với tôn quý của cậu. Nhưng tôi cũng không phải là ai đế. Sở thích của tôi không phải là tình yêu.
mà là quyền lực. Vậy anh hãy cho tôi một lý do để không giết tôi đi. Tôi coi cậu là bạn của tôi, người bạn duy nhất. Trước giờ chưa từng có ai chịu đỡ đau cho tôi. Nếu tôi nói đó là tôi cố ý thì sao?